Trọng kính cha chính giáo Phật, quý cha cố, quý cha quản hạt, quý cha bề trên, cha phó giám đốc đại chủng viện, mẹ vô nhiễm Bùi Chu và quý cha. Kính thưa thầy phó tế, quý bề trên các dòng tu, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh, quý ân thân nhân, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay là ngày hồng phúc Chúa dành cho con. Trước hết, con hết lòng tạ ơn Thiên Chúa bởi muôn ngàn hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Tạ ơn Chúa đã cho con được làm người, làm con Chúa trong hội thánh, đặc biệt cho con được sống đời thánh hiến đan tu và cho con được phụng sự Chúa trong sứ vụ linh mục theo đặc sủng dòng Sito Thánh Gia. Trong niềm tri ân cảm tạ, con xin được cảm ơn quý cha cố, cha quản hạt, quý cha, cha giám đốc, phó giám đốc đại chủng viện mẹ vô nhiễm, quý khách, quý thầy trong gia đình linh tông và huyết tộc, quý thầy phó tế bề trên dòng tu, quý thầy đại chủng viện mẹ vô nhiễm, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, quý khách và cộng đoàn dân Chúa. Với tình hiệp thông và lòng quý mến, quý cha và quý khách đã hy sinh thời giờ và công việc để về đây cùng với con hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho con được luôn trung thành với sứ vụ linh mục mà Chúa đã cho ban. Tiếp đến, con xin được cảm ơn cha chánh xứ Giuse Trần Quốc Tuyến và hai cha phó đã dành cho con và gia đình con. Gần một tháng nay, cha xứ, hai cha phó và cha cố cùng quý cha gia đình linh tông đã bận tâm lo liệu việc tổ chức lễ tạ ơn của con được diễn ra cách tốt đẹp nhất. Sự chuẩn bị chu đáo và những lời chỉ bảo đầy tâm tình mà quý cha dành cho con giúp con can đảm và vững tâm hơn. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành trên quý cha. Con xin cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Quyệt, sự hiện diện âm thầm của Đức Tổng trong đan viện Châu Sơn chúng con. Những lời động viên, khích lệ và chỉ dạy của Đức Tổng làm cho con thêm vững tin để vượt qua thử thách. Con cảm ơn Đức Tổng thật nhiều. Trong tình liên đới và hiệp thông, con xin được bày tỏ lòng tri ân đến cha bề trên, cha cự bề trên, cha phó bề trên, quý cha và quý thầy trong gia đình đan viện Châu Sơn. Con đã nhận được tình yêu thương, dạy dỗ, quan tâm và chỉ bảo của quý cha để con trở thành đan sĩ dòng Sito. Con thật may mắn khi sống chung mái nhà gia đình đan viện. Trong tình thân và quý mến, em cảm ơn cha giáo kinh viện Châu Sơn Gregorio Phan Văn Đạo đã chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Em cảm ơn cha thật nhiều, xin Chúa chúc lành và gìn giữ cha. Nguyện xin Chúa ban cho cộng đoàn Châu Sơn chúng ta luôn được phát triển, luôn được tỏa rạng niềm vui ơn cứu độ, tràn đầy bình an và lòng nhiệt thành trong đời sống đan tu chiêm niệm. Trong giây phút này, con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của con với cha nghĩa phụ Đa Minh Ngô Văn Viễn. Cha đã yêu thương hướng dẫn con ngay từ những ngày đầu bước vào đời tu. Cha đã luôn đồng hành, nâng đỡ, khích lệ và hướng dẫn để con luôn thăng tiến trên bước đường theo Chúa. Ơn sâu nghĩa nặng này con sẽ mãi gác khi. Trong mối hiệp thông với gia đình linh tông, em xin được cảm ơn quý cha, quý anh và mọi người trong gia đình linh tông. Tình thương mến mà quý cha anh đã dành cho em thật dạt dào tình mến. Cảm ơn quý cha đã góp ý và chỉ dẫn cho em trong sứ vụ linh mục. Em xin chân thành cảm ơn. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho cha cố và gia đình linh tông. Con xin được cảm ơn đến quý cha giáo đã chuẩn bị cho con những kiến thức cơ bản làm hành trang để con hiểu về đời sống tu trì,
hiểu về sứ vụ linh mục. Tiếp đến, con cũng không quên quý vị ân nhân đã âm thầm nâng đỡ con, giúp con bằng nhiều cách khác nhau để con có được như ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ quý vị ân nhân. Con xin cảm ơn quý dòng Mân Côi và dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao đã cùng với cha xứ giúp tổ chức thánh lễ tạ ơn cho con hôm nay được trọn vẹn. Cảm ơn sự hiện diện của quý dì, quý thầy trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho quý dì và quý thầy. Con xin cảm ơn ban hành giáo xứ Kiên Lao, ban hành giáo họ Thánh Gioan Tẩy Giả cùng các ban ngành tọa đoàn thể, ban khánh thiết âm thanh ánh sáng ẩm thực, tiếp tân và tất cả các ban và những ai đã âm thầm phục vụ ngày lễ hôm nay. Xin quý vị đã cộng tác phục vụ thánh lễ tạ ơn hôm nay thật long trọng và sốt sắng. Em xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn học. Quý thầy cô và các bạn đã luôn nhớ và đồng hành với em. Tôi cũng cảm ơn sự hiện diện của quý bạn lại về đây để chia sẻ niềm vui với tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi cũng xin cảm ơn các vị lãnh đạo chính quyền các cấp xã Xuân Tiến vì tình yêu mến đã đến để chia sẻ niềm vui với tôi và gia đình, tình liên đới và phục vụ giúp cho giá trị xã hội được phát triển. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Giờ đây, để bày tỏ lòng biết ơn, con kính tặng cha Nghĩa Phụ Đa Minh và cha Chánh Xứ Du Xe Vòng Nguyệt Quế như gói trọn tâm tình tri ân của con. Kính thưa quý cha và toàn thể quý khách, giờ đây cho phép con có một vài tâm tình với gia đình và dòng tộc của con. Kính thưa quý thân bằng quyến thuộc nội ngoại, trong tình liên kết của đại gia đình dòng tộc, họ hàng nội ngoại đã cùng cộng tác với gia đình con bằng nhiều cách khác nhau để lo cho thánh lễ tạ ơn của con hôm nay. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn cho gia tộc chúng ta. Thưa các anh chị, các em và các cháu, em cảm ơn mọi người trong gia đình của chúng ta rất nhiều. Con cảm ơn các anh chị đã thay em phụng dưỡng bố mẹ để em yên tâm dâng tiến cuộc đời trong nếp sống tu trì, đặc biệt khi bố về già, tuổi cao, sức yếu. Các anh, các cháu chăm sóc để bố được vui hưởng tuổi già trong bình an. Xin Chúa gìn giữ gia đình chúng ta. Kính thưa bố, hôm nay là một ngày thật đặc biệt, ngày của niềm hạnh phúc, ngày của niềm vui và bao mong chờ, nhưng cũng là ngày ngậm ngùi và bao cảm mến. Con không thể nào diễn tả hết công ơn của bố mẹ đối với anh chị em chúng con. Những vất vả bố mẹ đã phải hy sinh để nuôi anh chị em chúng con ăn học, để con có được ngày hôm nay trở thành linh mục của Chúa, đó là sự đánh đổi cả cuộc đời của bố mẹ. Niềm vui trọng đại hôm nay, mẹ đã về với Chúa. Nhưng con tin rằng mẹ biết tất cả. Mỗi ngày trong thánh lễ đời con chỉ biết cầu nguyện cho bố mẹ trong các thánh lễ hàng ngày con dâng. Giờ đây con dâng tặng bố vòng hoa nguyệt quế để diễn tả lòng hiếu kính của con.
Kính thưa quý cha và cộng đoàn, một lần nữa con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và quý khách. Văn không diễn hết lời, lời không diễn hết ý. Con cảm ơn thế nào cũng còn những thiếu sót. Con xin được thứ lỗi về những thiếu sót xảy ra trong thánh lễ hôm nay. Sau thánh lễ, con kính mời quý cha, quý vị dự tiệc vui tại khuôn viên nhà xứ. Một lần nữa, con xin hết lòng tri ân. Vâng, để đáp lời cảm ơn của tân linh mục, giờ đây gia đình huyết tộc cũng có vòng nguyệt quế để chúc mừng cho Ngài trong thánh lễ trọng thể hôm nay. Con xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện của huyết tộc sẽ nên trao vòng nguyệt quế cho cha mới. Giờ đây con xin kính mời cộng đoàn đứng để nhận phép lành trọng thể từ tân linh mục. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn mọi an ủi, an bài mỗi chuỗi ngày đời anh chị em trong bình an của Ngài và ban cho anh chị em ơn phúc lành của Ngài. Xin Thiên Chúa luôn giải thoát anh chị em khỏi mọi biên loạn và củng cố tâm hồn anh chị em trong tình yêu của Ngài. Amen. Ước gì nhờ được sung mãn các ơn tin cậy mến, anh chị em trải qua cuộc đời này với nhiều thành quả trong công việc và đời sau có thể đạt được hạnh phúc. Amen. Và xin phúc lành của Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Sau bài hát kết lễ, xin quý cha vui lòng lưu lại chụp chung bức hình kỷ niệm với tân linh mục và gia đình tại cung thánh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.